Báo Sài Gòn Tiếp Thị thuộc tạp chí Kinh tế Sài Gòn vừa công bố danh sách 35 điểm đến trải nghiệm du lịch ấn tượng nhất từ hơn 200 đề cử và 15.000 lượt bình chọn tham gia chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam 2023. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu có 2 điểm đến lọt vào Top 7 ấn tượng Việt Nam 2023. Theo công bố của báo Sài Gòn Tiếp Thị, ruộng muối Long Điền vào Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung, và hoạt động thả rùa con về biển ở Côn Đảo vào top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng. Chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam được Sài Gòn Tiếp Thị phát động từ tháng 6 năm 2023, đề cử cho 5 hạng mục, gồm công trình kiến trúc độc đáo, điểm du lịch sinh thái, cảnh đẹp bất ngờ, nhìn từ không trung, điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng và trải nghiệm du lịch ấn tượng. Mỗi hạng mục tìm ra top 7 điểm đến trải nghiệm du lịch ấn tượng.